Chuẩn bị chưa? À, đến 3, đến 3 là bắt đầu nha. 1 2 3 đi gì đâu trời ơi. Em cứ cảm ơn trước thôi. Đi đâu ạ? Long thay gì ở đâu? Đang ngồi hàng này thứ hai. Vào đi. Đóng mạnh lên, đóng nhẹ quá. Mạnh quá. Rồi, tuyệt vời. Vừa đủ. Mạnh thật vừa. Nhẹ. Lấy đồ đi. À, hôm nay thì năm mình không thể lấy được. Đấy, tại là mình đã có mặt ở trường đua Đại Lam rồi các bạn ạ. Anh em nhìn thấy hoành tráng không? Đây là lần đầu tiên mà mình đến trường đua Đại Lam các bạn nhá. Bây giờ mình sẽ vào bên trong để xem bên Yamaha họ sẽ đưa mình thẳng vào sân. Vô. Ở đây luôn. À, có bàn không? Có bàn không? Phải có bàn. Đúng rồi, chuyển số cũ rồi anh. Đúng. Bàn hả? Vào tay à? Tay vào tay. Trên vali. Đây là không mình, người không tập với người tập như thế nào. Người tập và thua thì nếu mà để về chạy xe thì mình không thể bằng kít được, nhưng mà vật tay thì chưa biết được. Cái này chưa biết được. Không, anh biết luôn rồi, kít không thể ăn được anh. Sao biết được? Cái này đầu kiếm. Không thể ăn được. Hai kèo, một kèo vật tay, một kèo đầu kiếm. Hai kèo, một kèo vật tay, một kèo đầu kiếm. À, đầu kiếm thì mình hay thi đấu buổi tối. Đấy, như đây thi được không? Ra. Ui, trời luôn. Không nhỉ? Được, không sao. Nào. Đấy thi đấu vào tay luôn. Cầm cầm trực tiếp luôn. Đây là không tập nha, đây tập nha. Này không biết gì về vào tay hết. Là trực tay. Trực tay. Khoan. Đấy. Bắt tiêu chuẩn là chưa không được cong cổ tay vội nhá. Đấy, cổ tay thẳng ra. Đấy. Công bằng chưa? Chuẩn bị chưa? Đến 3, đến 3 là bắt đầu nha. 1 2 3. Được. À trái này được đấy. Cái này mềm quá. Rồi ok. Có bản cứng rồi là ngon. À thế à. Úi giời, ông tưởng ông đeo kính thì tôi sợ à? Đấy là cứng quét đấy ông ạ. Đấy nè. À mất rồi, cái này mất góc rồi. Rồi. Ok. Tôi sẽ là hòa. Hòa. Một hiệp hòa nhá. Lát nữa mà có chỗ cứng mình sẽ. Đây là giáp mà không sợ. Kiếm cái bàn nước kia kìa. Bàn cứng xíu là ngon. Khỏe phết, khỏe phết các bạn. Không có tập. Thằng này. Cái thùng rác này. Sóc lọ nhiều là cái chắc. Đúng rồi. Đó. Ờ. Vô quay đi. Ok ok em nha. Ok. Không biết nó ăn gì khỏe phết. May là mình có võ đấy. Ok, bây giờ là mình nhìn thấy một anh idol. Tức là anh Tô Hà Đông Nhi nha. Bây giờ mình sẽ ra chào anh ấy. Tất cả các bạn khi chúng ta di chuyển của không được em chào anh. Em cũng rất là hâm mộ anh. Cho em xin kiểu ảnh của anh được không ạ? Chụp giúp anh kiểu ảnh rồi. Em cảm ơn. Em chào anh kỹ sư hẹp. Dạ. Cho em xin kiểu ảnh được không anh? Được. Đấy. Chụp giúp anh kiểu ảnh với. Hay xem clip của anh quá. Em cảm ơn. Ok.
ngon. Ấy, làm gì? Khác, anh đang quay. Ờ, quay đi. Ra chỗ khác. Cho mình xin kêu các bạn nhé. Đâu, đây, đây, chụp lại. Ít cho anh mượn kính cận được không? Rồi. Má trời. Máy này, máy này ạ, máy này. Máy sơn kìa, máy sơn kìa. Làm kiểu tương tác với nhau á, tương tác với nhau á. VVA mới ra mắt.